alo, xin uh, chào quý vị uh, và các bạn. thì uh, thưa quý anh chị và các bạn thì có thể là khi mà anh chị và các bạn nhận được cái video này thì uh, thị trường đã trở lại cái trạng thái cân bằng bình thường, tức là xanh điểm. Uh, tại thời điểm hiện tại là vào lúc 9 giờ 30 phút thì uh, uh, hôm nay thì do là cái hệ thống mạng nó không được tốt nên tự doanh chứng khoán không trực tiếp với uh, quý anh chị và các bạn. vì vậy để chúng tôi quay video lại và chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tình hình thị trường cũng như một vài ý chia sẻ thêm về 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 cái xu hướng của thị trường chung trong khoảng thời gian ngắn hạn. Thì trước khi chia sẻ về cái tình hình thị trường của phiên ngày hôm nay và cái tình hình thị trường chung trong ngắn hạn thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ trước cái về mặt phương châm tư duy hành vi để anh chị và các bạn nắm và đưa ra những quyết định phù hợp thì mọi cái chia sẻ về mặt ngắn hạn là dựa hoàn toàn trên góc độ phân tích dòng tiền ngắn hạn cũng như phân tích kỹ thuật dựa trên biểu đồ của tuần và biểu đồ ngày thì thưa với quý anh chị và các bạn thì hiện tại thì vào lúc 9h30 9h30 thì thị trường đang giảm với mức giảm điểm khá là sâu ở mức 6.29 thì không khó để nhận ra rằng là tâm lý của phần đa các quý anh chị và các bạn hiện tại thì đang có phần là bi quan cho thị trường và cũng có thể sẽ có những cái cái quyết định và bán ra để giữ lấy cái phần lợi nhuận của mình. Điều này hoàn toàn nó cũng khá là là là, là phù hợp thôi. Bởi vì trong cái tình hình là khi mà trong một khoảng thời đoạn nhất định mà anh chị kiếm được một cái mức lời trên 15% thì việc chốt lời giảm cái tỷ trọng mặc zin hoặc là tìm kiếm cái cơ hội đầu tư mới giữ tiền để tìm kiếm cơ hội đầu tư mới là điều bình thường điều bình thường và chính cái điều bình thường đó nó dẫn đến cái áp lực bán ra và nhu cầu mua vào thì hiện đang khá là yếu dẫn đến thị trường chúng ta trong thời điểm chính thời điểm hiện tại là lúc 9 giờ 31 ngày mùng 9 tháng 8 đang giảm 6.29 điểm nhưng mà cũng tiện thể cái việc giảm ngày hôm nay thì chúng tôi muốn cung cấp với anh chị và các bạn một cái chủ điểm khá là mới chủ điểm này liên quan tới việc giải thích tại sao tại sao thị trường trong suốt 2 năm vừa qua chưa có một lần nào là 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 ở cái tình trạng giảm quá mức sâu để các nhà đầu tư trên thị trường được chứng kiến hay được nếm trải cái mùi khôn mạc zin và video này là video mà chúng tôi muốn à, quý anh chị muốn giải thích với quý anh chị cái điều đó là chủ yếu còn việc mà chúng tôi khuyến nghị quý anh chị đầu tư cho chung và dài hạn thì cái câu chuyện dịch chuyển ngắn hạn của thị trường là điều không cần phải quan sát cũng không cần phải quá chứ là e ngại bởi vì các cái vận động gọi là tức thì của thị trường nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái tâm lý và hành vi ngắn hạn cũng như dòng tiền ngắn hạn và cũng như là à, dựa trên các cái phân tích kỹ thuật của một số nhà trader à, à, hàng ngày vì vậy chúng ta không cần quá phải lo lắng à ok chúng tôi dừng một ít phút để à, anh chị và các bạn à, nghe một chút âm nhạc để tiếp ta đến vào cái chủ đề chính <laughs> Vâng, thưa quý anh chị và các bạn là tại thời điểm ngay bây giờ luôn, lúc 9h36 thì thị trường đang giảm tới mức 6 điểm 11 tương đương với 0.77% và thị trường đang bắt đầu kiểm đếm lại cái vùng đỉnh cũ trước đây mà chúng ta đã nhiều lần cố gắng chinh phục và trong vài va và phiên gần đây thì thị trường đã từng chinh phục nó, đó là 782 thì nhiều khả năng nếu thị trường thực sự tiêu cực thì khả năng sẽ test lại cái vùng 782, 783 là cái vùng trước đây là kháng cự và bây giờ nó sẽ là hỗ trợ vì vậy thì chúng tôi cung cấp để anh chị biết nắm tình hình thôi chứ còn à, câu chuyện của thị trường thì cứ để thị trường lo câu chuyện của chúng ta thì trưa nay sẽ rõ à, không lo gì về thị trường đâu đó là một cách à, gọi là trong cái à, chia sẻ của tự doanh chứng khoán thông thường thì tự doanh chứng khoán thường hay ví thị trường như một vận động viên chạy việt giã Nếu như chúng ta xác định được đúng rằng là à, vận động viên chạy việt dã này à, thực sự không muốn leo trên lên các nước thang mới của đỉnh núi mà quay đầu trở xuống thì chúng ta chắc chắn sẽ phải bán ra để tối đa hóa lợi nhuận và chờ một cơ hội khác nếu như vận động viên này trở về các cái mốc xuất phát ban đầu. Còn nếu như chúng ta đo đếm được rằng thị trường chỉ là một cái giai đoạn chỉ là một cái giai đoạn của câu chuyện là chạy nước rút ngắn hạn và ngừng nghỉ uống nước nghỉ ngơi một chút để lấy sức tiếp tục công phá những đỉnh cao mới thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm ngồi chơi sơi nước nói chuyện chém gió cà phê với tự doanh chứng khoán và cái việc mà chủ đề chính hôm nay chúng tôi muốn trao đổi với quý anh chị và các bạn đó là chủ đề tại sao À, trong suốt 2 năm 2016 à, nửa đầu 2017 thì thị trường chưa có một lần nào giảm thực sự quá sâu trả trả lại cái vị trí cân bằng ban đầu của điểm xuất phát. Giống như những năm 2013, năm 2014, năm 2015, thông thường thị trường cứ tạo đỉnh xong trả lại cái vị trí ban đầu. Và những lần trả lại những vị trí ban đầu đó nó tác động do việc suy yếu của thị trường sau một đợt tăng mạnh và À, nó phần lớn nó là do cái việc khôn mặc zin mà thành khôn mặc zin mà thành thì à, tại sao năm nay năm ngoái không có câu chuyện khôn mặc zin thì chúng ta mở biểu đồ phân tích kỹ thuật chỉ số vn index tính theo tuần chúng ta sẽ dễ nhận dàng nhận ra rằng riêng năm 2010 à, ngày 30 tháng 12 năm 2013 thị trường ở mốc 500 tới ngày 30 17 tháng 3 năm 2014 thì thị trường đạt mốc 609, sau đó trả lại hoàn toàn kết quả gia tăng của à, cuối nửa đầu năm 2014 về lại cái mốc 515 tại ngày à, tại cái tuần à, tuần 12 tháng 5 năm 2014. Tức là họ nói xóa toàn bộ cái kết quả của cái đợt tăng trước đó. Chúng tôi đang chia sẻ với cái anh chị và các bạn ở góc độ tổng quan. À cũng tại thời điểm đấy thì thị trường cũng tạo đáy, ngày 12 tháng 5 năm 2014 thị trường có một đợt tăng mà tới ngày mùng 1 tháng 9 năm 2014. sau đó từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2014 thị trường trả lại cái cái mốc ban đầu 512. Tức là từ 515 lên mốc 642, sau đó thị trường trả lại y nguyên hiện trạng 517 vào lúc ngày mùng 8 tháng 12 năm 2014 và các nhịp vận động sau đó thì chúng tôi có thể điểm qua là mùng 8 tháng 12 tới ngày mùng 2 tháng 3 năm 2015 thị trường vận động từ mức 515 lên cái vùng là 600 sau đấy lại trả lại 515 và 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 vào ngày 11 tháng 5 năm 2015. Đến ngày 11 tháng 5 năm 2015 thì thị trường lại cũng vận chuyển từ tức là gọi là dịch chuyển từ 530 lên tới vùng 641, sau đó lại trả lại thậm chí sâu hơn mốc ban đầu là 510 tại ngày 24 tháng 8 năm 2015. Sau đó từ ngày 24 tháng 8 năm 2015 thị trường lại dịch chuyển đi lên lên 616, 616 vào ngày 10 9 tháng 11 năm 2015 và nó trả lại đúng y chang hiện trạng về đúng đỉnh gọi là từ 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 vùng đỉnh đỉnh núi về đến chân núi luôn là vào ngày 18 tháng 1 năm 2016 thị trường trả lại vị trí ban đầu 514 thì thưa với anh chị và các bạn thì nhiều anh chị và các bạn nhìn tổng quan thị trường kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2013 nhiều anh chị sẽ chẳng hiểu là đây có phải là cái thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn dài hạn hay không hay đây là một cái canh bạc mà cứ lên tới một cái đỉnh cao là lại trả về ban đầu thì chúng tôi có thể giải thích bằng hai lý do như sau trong giai đoạn đó thì thị trường gần kinh tế Việt Nam không nằm ngoài cái xu hướng khủng hoảng suy thoái kinh tế toàn cầu và toàn bộ cái nền kinh tế Việt Nam không có nhiều tiến triển tích cực trong giai đoạn 2013 2016 là giai đoạn là khủng hoảng bất động sản của Mỹ và ở Việt Nam thì cũng khủng hoảng bất động sản giá nhà đất giảm nào là nợ xấu leo thang các ngân hàng bất ổn công tác xử lý tái cấu trúc nợ xấu của các chính phủ Việt Nam rất là vất vả trong giai đoạn này. Vì vậy nền kinh tế không có gì là, là 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 biến chuyển tích cực, không thay đổi gì hết. Giờ đến câu chuyện thị trường chứng khoán cứ giống như là một canh bạc, à, cứ lên một thời đoạn do một thông tin X Y Z nào đó, sau đó lại trả lại đúng cái 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 điểm ban đầu của nó và thực tế thì thông thường thì thị trường dịch chuyển theo hướng gọi là tích cực của nền kinh tế năm sau cao hơn năm trước nhưng giai đoạn này thì kinh tế gần như không có sự thay đổi bên cạnh đó nữa thì khi mà thị trường mà đạt một cái đỉnh cao sau đấy mà gọi là suy suy giảm thì cái đoạn cái đoạn suy giảm đầu tiên từ 15% kể từ đỉnh tạo lập tới cái vị trí mà suy giảm về sườn sườn dốc bên kia của đỉnh núi của gọi là cái đỉnh của thị trường thì thông thường đến thời điểm này thì hay có khuôn mặt zin lý do của cái câu chuyện tại sao những cái thời điểm đó hay có khuôn mặt zin bởi vì à, tư duy hành vi kiến thức của các nhà đầu tư trên thị trường còn khá là non yếu đó là những cái giai đoạn đầu sau cái khủng hoảng kinh tế năm 2009 và cái việc mà chim nó gọi là cái khái niệm gọi là chim đậu cành cong thì cái thói quen chim đậu cành công trước đó của nhiều nhà đầu tư sau khi mất mát tại năm 2007, năm 2008 vẫn còn vương vấn và đến năm 2009 tức là tháng 6 2009 tạo một cái đỉnh cao là 635 ấy thì nó rớt quá trời rớt luôn à, dẫn đến câu chuyện là nhiều anh chị em vẫn có thói quen sợ hãi nên à, luôn luôn là là có xu hướng là cứ tạo một cái đỉnh là anh chị em muốn tốt lời bán ra và trong cái quá trình đó thì một số anh chị em nhà đầu tư các anh chị và các bạn thì lại có một cái tư duy tức là ý y với thị trường À, không có những cái phản ứng chưa biết phân tích kỹ thuật là như thế nào, chưa biết phân tích xu hướng ra làm sao, chưa biết phân tích kinh tế vĩ mô như thế nào, phân tích uh, ngành ra sao, phân tích doanh nghiệp như thế nào. Tại thời điểm đó thì nói thật ra thì ngành nghề khác tôi không dám nói nhưng ngành nghề chứng khoán thì khá là non trẻ nên uh, cái việc mà học thức, kinh nghiệm của nhà đầu tư trên thị trường còn khá non, họ non nên họ thường nghĩ y với những kết quả đầu tư của mình và cái việc cắt lỗ là không rất là khó để xảy ra họ luôn luôn gọi là buông xuôi khi mà chịu những cái suy giảm chót dại mua ở cái vùng đỉnh và giảm tới 15 20 phần trăm họ cũng không cắt nhưng cái việc chủ động của họ đã được giao cho các nhà cho vay tức là công ty chứng khoán cái phần mặc zin thì theo cái quy định thông thường của mặc zin thì đến một cái tỷ lệ nhất định thì các công ty chứng khoán sẽ thu hồi vốn gốc họ cho vay còn cái phần mà lỗ lời của nhà đầu tư đó là chuyện của nhà đầu tư do đó nên ý y cũng không được với chứng khoán đặc điểm là với chứng khoán mà có vay nợ của các công ty chứng khoán thì việc ý y là hoàn toàn không thể được bởi vì nếu anh chị và các bạn nếu chơi bằng đúng cái tức là giao dịch bằng đúng cái tiền thật của mình bằng đúng cái 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 cái, 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 cái tiền của mình thì anh chị có thể buông bỏ à, nhưng nếu như anh chị mà giao dịch bằng tiền mặc jean thì đến một đoạn nào đó, đến một khoảng nào đó, đến cái chạm ngưỡng thì công ty chứng khoán hoặc là bắt anh chị phải đóng thêm tiền để duy trì tỷ lệ margin hoặc là sẽ chủ động bán ra theo cái hợp đồng ký trước với anh chị là khi chạm tỷ lệ công ty chứng khoán sẽ bán để thu hồi nợ. Họ quan trọng cái phần nợ của họ hơn nhiều so với cái phần lời lỗ của anh chị. Họ không quan tâm họ lời lỗ của anh chị gì hết. Đó là câu chuyện dẫn đến dẫn đến việc những năm 2013 2014, 2015 thường thường à, do sự ý y và cái kiến thức à, đầu tư của anh chị còn kém còn yếu nên là luôn luôn phải chịu cái tình trạng tức là không chủ động trong cái việc giao dịch mua bán và thường bị các công ty chứng khoán gọi là cướp đi cái quyền chủ động buộc các anh chị phải bán ra cái khôn mặc dinh nó giống như hoàn tuyết lăm mỗi lần khôn như vậy nó lại tác động tiếp tới cái việc khôn tức là cái giống như là một cái quy trình lập trình của tin học tức là lệnh này được bán ra thì sẽ kích hoạt các lệnh khác được bán ra dẫn đến là thị trường bị đổ đèo đạp từ vùng đỉnh mới xác lập về lại đúng chân núi và thưa với anh chị là tại sao thông thường nó hay trả về đến chân chân núi Bởi vì chân núi là chỗ không thể trả sâu hơn được nữa Nếu quả bóng của anh chị dù đủ mạnh, quả hoàn tuyết lăn của anh chị đủ, đủ lớn Thì nó cũng chỉ lún xuống đất một tí tẹo thôi Chứ nó không thể là xuyên vào tâm trái đất được Nên tạo ra một cái đỉnh núi và nó sẽ trả lại đúng cái vị trí ban đầu Đó là cái chân núi, đó là cái lý thuyết rất đơn giản mà nhiều anh chị không không biết Tại sao trong những giai đoạn đó thì thị trường cứ tạo đỉnh sau về chân núi còn à, quay lại cái câu chuyện tại sao từ năm à, từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 tới bây giờ thị trường đi lên một cách bền vững và gần như các đợt suy giảm đều là những đợt ngưng nghỉ, ngưng nghỉ của thị trường. À, ngưng lại để đi tiếp hoặc là nghỉ ngơi một thời gian hoặc là điều chỉnh cho phù hợp hơn à, để đi tiếp. Thì chúng ta không khó để nhận ra trên sóng chu kỳ Elliot của thị trường từ năm 2016 tức là mùng à, mùng 1 tháng 1 năm 2016 tới nay thị trường có một chu kỳ tăng khá là bền vững từ 515 tới hiện tại bây giờ đã đã xác lập vùng 790 bắt đầu tiềm tiềm cận với vùng đỉnh mới 800 thì hai lý do dẫn đến tình hình thị trường có những tiến triển tích cực cái tiến triển đầu tiên anh chị và các bạn không khó để nhận ra đó là tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam có nhiều tiến triển tích cực hơn. Việc xử lý nợ xử lý nợ xấu trong giai đoạn 2013 2015 đã gần như là hoàn thành. Những phần xấu nhất đã được phơi bày, những đơn vị, những cá nhân, những tổ chức nào mà vi phạm đã được bắt, đã được tống giam, đã được xử lý. Những phần nợ cần phải khoanh lại để cho các doanh nghiệp ngân hàng, các doanh nghiệp tài chính họ xử lý để làm sao để ngày càng tốt đẹp hơn thì đã được chính phủ hỗ trợ bằng việc là công ty mua bán nợ xấu rồi bằng việc một số cái chính sách hỗ trợ ngân hàng, hỗ trợ bất động sản làm cho thị trường bất động sản nóng hơn trong giai đoạn 2016 không khó để nhận ra rằng là bất động sản đã tăng lại, hỗ trợ rất tốt cho cái quy trình xử lý nợ xấu dẫn đến cái câu chuyện đó là nền kinh tế được tác động tích cực hơn và ngân hàng phát triển hơn, kinh tế xã hội phát triển hơn và những cái ngành nghề kinh doanh sản xuất đơn thuần cũng đã có những tín hiệu tích cực, kể cả như là sắt thép rồi kể cả như là nhựa, kể cả như là sữa Vinamilk rồi rất rất nhiều các ngành nghề kinh tế trong xã hội đang có dấu hiệu tích cực. Người dân cũng kiếm tiền dễ hơn, đồng lương được tăng hơn, các doanh nghiệp có nhiều lợi nhuận hơn, thuế đóng nhà nước tốt hơn và các chính sách vĩ mô cũng được hỗ trợ tốt. Việc cầm giữ tỷ lệ tỷ tức là tỷ giá ngoại hối cũng ổn định, cầm giữ các vấn đề liên quan tới ba cái công cụ chính là lạm phát cũng được bình ổn, lãi suất cũng được đưa về cái mức huy động ở mức thấp, các cái gói hỗ trợ lãi suất cũng được tốt hơn nữa và đặc biệt ngành bất động sản những dự án treo trước đó đã phát triển trở lại, lượng mà tàu hàng tồn kho được giải phóng, lượng hàng tồn kho ở sắt thép được giải phóng rất nhiều các hàng tồn kho trước đó trong chu kỳ suy giảm kinh tế đã được ổn lại đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nền kinh tế xã hội Việt Nam nói riêng và nền kinh tế xã hội trên toàn cầu nói chung đang ổn lại và đó cũng là nguyên nhân chủ chốt dẫn đến thị trường từ đầu năm 2016 tới đến bây giờ đến bây giờ đang tích cực vì việc tích cực đó là thị trường chứng khoán đang hiển thị đúng với cái hàm thử biểu của nền kinh tế tăng lên bền vững từ đầu năm 2016 tới nay mức tăng không hề ít nếu chúng ta dùng một phép tính đơn giản là 800 mà chia cho 515 thì sẽ ở mức tăng 55 55 55 phần trăm chúng ta chia đôi ra thì mỗi năm à Thị trường chứng khoán đã tăng 25%, nó hoàn toàn tương đồng với mức tăng của thị trường bất động sản trong năm 2016-2017. Có rất nhiều vùng bất động sản, giá nhà đất đã tăng tới 50% thưa anh chị và các bạn. À, các công ty à, à, sản xuất phân phối thép, các công ty xây lắp, các công ty bất động sản, các ngân hàng, à, lợi nhuận của các công ty này cũng đang có những dấu hiệu tích cực và không khó để nhận ra rất nhiều doanh nghiệp đã có mức tăng trưởng trên 20% trong 2 năm vừa qua. Đó là điều mà bám vào cái then chốt để chúng ta giải thích thị trường. Việc thứ hai là liên quan đến cái việc là các nhà đầu tư trong những giai đoạn sau này khi mà họ chịu nhiều trái đắng trên thị trường thì kiến thức đầu tư càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng tích cực hơn, càng hiểu biết hơn và họ nhanh chóng xử lý những cái khoản à, gọi là khi mà chạm với cái mức kỷ luật ban đầu là cắt lỗ khi thị trường có những suy giảm. Chính vì cái sự phản ứng càng ngày càng nhanh hơn, càng lẹ hơn nên không bị à, bị động dưới dưới cái tác động của các công ty chứng khoán xử lý khôn mặc xin. Cái khôn mặc xin nó dẫn đến câu chuyện thị trường hay trả về vị trí ban đầu bất chấp những giải thích về thông thường về kinh tế. À, cái hoàn tuyết lăn khôn bạc zin là thứ giết chết rất nhiều các nhà đầu tư, đưa nhiều nhà đầu tư từ nhà cao cửa rộng ra đê mà ở, đưa rất nhiều các cái nhà đầu tư gọi là chuyên nghiệp thành những nhà đầu tư nghiệp dư, đưa rất nhiều người đi xe limousine, đi BMW thành đi xe đạp, thậm chí không có tiền trả nợ cho quán uống nước hàng ngày đó là thứ mà rất nguy hiểm. Nhưng những năm gần đây thì chúng ta thay đổi về mặt tư duy, hình thái cái cách thức mà thay đổi về cái phương pháp nhận biết thị trường chứng khoán, cách tiếp cận về thị trường ở góc độ đầu tư và cách nhìn nhận đi tiền ở trong cái việc mà sử dụng đòn bẩy margin nên chúng ta rất khó để dẫn đến cái câu chuyện bị khôn mặc jean chúng ta chỉ cần có một cái suy biến rất nhẹ thôi chúng ta đã nhanh chóng thoát khỏi trạng thái dẫn đến câu chuyện là các cái gỡ bỏ về cái tỷ lệ căng mặc jean tại công ty chứng khoán được nhanh chóng xử lý và khi mà đang căng các anh chị xử lý bán búp 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 xong thì cái việc mặc zin nó sẽ còn không căng nữa, vậy là lại có dư địa để cho các anh chị tiếp tục những anh chị mới tham gia hoặc là những người đang mong cái muốn cái điều đó xảy ra thì có tiền vay tiếp để hỗ trợ thị trường. Do đó thị trường chúng ta đã trải qua hai nhịp chính. Nhịp 18 tháng 1 năm 2016 tới 26 tháng 9 năm 2016 và có đợt suy giảm từ 26 tháng 9 năm 2016 tới 12 tháng 12 năm 2016. Sau đó thị trường chúng ta bắt đầu từ mùa 1 tháng 1 năm 2017 lại có một chu kỳ tăng thật là thần thánh, vĩ đại, thật là tuyệt vời từ 660 lên 800. Và hiện tại anh chị và các bạn không khó để nhận ra thị trường chúng ta đang tiếp tục chu kỳ tăng chưa có sự dừng lại Kinh tế đang tiếp tục tích cực và cái việc khôn mặc jean ở các cái giai đoạn ngừng nghỉ là không không khó và sẽ không diễn ra trong thời gian tới. Cái việc này chúng ta cũng chỉ chia sẻ với nhau nói để hiểu về bản chất. Chúng ta luôn luôn là những người làm việc liên tục trên thị trường cần quan sát các tín hiệu của thị trường, những cái diễn biến ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để đưa ra quyết định phù hợp. À, một vài cái chia sẻ của tự, tự doanh chứng khoán cũng đã khoảng 20 phút rồi. Vì đó, vì vậy nên là chúng tôi cũng muốn dừng cái video tại đây. Nếu muốn hiểu hơn, chi tiết hơn về à, những cái vấn đề này thì vui lòng liên hệ với uh, câu lạc bộ tự doanh chứng khoán a gmail.com để tham gia nhóm kín hoặc là đóng tiền tham gia nhóm kín để gọi điện cho số điện thoại 0906998805 để được giải đáp thắc mắc chi tiết hơn bên cạnh đó nữa thì đừng quên like kênh à, cái video này chia sẻ video và để lại bình luận cũng như là đăng ký subscribe tức là đăng ký cái kênh để có những video mới chúng tôi mới sản xuất đến anh chị và các bạn mong rằng những kiến thức của tự doanh chứng khoán À, nói chung và admin Lê Văn Thắng nói riêng sẽ giúp ích cho quý anh chị và các bạn à, trong cái việc ra quyết định đầu tư định hướng thị trường và có cái cách tiếp cận với thị trường chứng khoán như là một kênh à, gửi gắm tiền bạc thay cho kênh ngân hàng chứ không phải là một kênh đầu cơ không phải là một nơi để rửa tiền hay là đốt tiền thưa anh chị và các bạn chúc anh chị và các bạn có những à, cái thương vụ đầu tư thành công chúc tất cả mọi người trong giới đầu tư chúng ta ngày càng làm ăn phát đạt chúc thị kinh tế Việt Nam, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển. Thân ái chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong một cái video tiếp theo. Mong anh chị và các bạn nếu thấy hay thì vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ video này tới cộng đồng chứng khoán để cộng đồng chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Những hành động của quý anh chị và các bạn là một phần nào đó góp phần xây dựng thị trường ngày càng minh bạch hơn về mặt thông tin tốt đẹp hơn về mặt xã hội và kinh tế xã hội phát triển hơn quý anh chị sẽ ngày càng làm ăn phát đạt hơn xin chào và hẹn gặp lại